Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Công viên chưa nói gì nha. Lên đâu em mặc quá lên đâu. Thương quá à. Ê bà Thảo lát nữa mặc nghe mùi gì bà đừng có. Anh lên nghe trước, lên đứng gần em. Ờ không đứng gần ngoài đâu hả? Con thất bản hả? Lúc này con em chưa sinh ra luôn á. Bây giờ là coi như là bên Thảo gợi ý cái gì thì mình em phải lấy đúng cái đó nha. Gợi ý cái gì lấy đúng cái đó. Rồi có quyền lên quyền ưu tiên gì không anh? Có quyền ưu tiên tiếp tục. Ví dụ như hai đứa mình lấy được 10 món giống nhau là mình sẽ được cái quyền ưu tiên này luôn mà trong 1 phút 30 giây. 10 món luôn hả? 10 món mà nếu cái món đó mà lấy ra mà nó sai thì em phải bỏ vô lấy lại. Anh Linh đứng cái chữa, anh Linh sẽ xác định đầu đúng rồi. Okay. Hiểu không? Ok, hiểu rồi. Được chưa? Trời, ví dụ mà lúc nào chị... em muốn là chặn cuối vậy? Không, ví dụ mà chị bên này chị tả mà cái lon bia mà bên kia em lấy lon nước ngọt là em lên đường sao nha. Sao để em chặn đầu cho chị? Ô cái lon gì thế? Rồi quay. Rồi cho cái máy. Tay qua nổ không anh? Xin lỗi quý vị, em mắc nói quá rồi. Đây, hai cái dĩa này nó làm sao mà lấy ra được. Đâu, cái đặt đâu? Trời ơi, trời ơi. Rồi, chuyển sang, bên chị để trái bóng bàn, bên em để trái banh tennis. Còn còn sao mặc nhân giả, ai thì có trái bóng bàn nào trong này, chỉ có banh tennis thôi. Mặc tiền, em quên biên tập. Tại sao vậy em? Em không có tiền nói gì cho em mua chương trình trăm tỷ mà không có cái giống hói khác 10 cái giống nhưng mà có 4-5 cái khác sao không mua chứ sao lúc này không vậy sao lúc nào không đứng vậy vậy nó mới khó vậy nó mới khó ủa gì rồi thì hay chưa ờ có ai biết bệnh viện gần đây ở đâu không ta quá hồi cảm giác cũng gọi anh lúc mất cảm giác rồi bây giờ có nắm tay như đẹp không biết cảm giác sướng là gì luôn. Cái lực Newton là bên đây, chúng ta bên đây. Ừ. Mấy bà cho vậy cái tôi lên nè, xém đi lên đường luôn rồi đó. Ờ, xém lên mà thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Chân này phải chèn bẹn đây xíu nữa mới được. Hoặc là nó vuông góc ở đây suốt luôn thì nó không ngã. Hoa Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.